Cô ba kêu tôi. Chị có thai rồi hả? Dạ. Lúc này chị thèm chua hoài mà, phải không? Dạ. Dạ. Nhìn gì? Anh không có cứu được chị đâu. Cái gì? Cái gì cứu gì không cứu? Chị sửa soạn quần áo rồi về nhà nghỉ đi, khỏi làm nữa. Cậu hai, cậu nói giùm với cô ba, nếu cậu thương thì tôi nhờ, ghét tôi chịu. Tôi đã thú thật với cậu rồi mà. Ảnh thương chị bao nhiêu đó đủ rồi. Vì ảnh thương cho nên ngày nay mới thèm chua đó. Tôi cho chị 3.000 để ăn Tết nè. 3.000? Trời đất ơi, 3.000 thì xài cái giống gì lúc này? Mày tàn nhẫn vừa vừa đó mày. Tôi cho trước 3.000, chứ tôi biết có người lén cho 1-20.000 lên hai. Không chừng cả 100.000 nữa là khác. Trăm sự cũng tại tôi hết. Của tôi, tội của tôi mà. Có bằng lòng đi chưa? Cô ba, cô ba cất tiền đi. Tôi đợi ông về rồi tôi sẽ tính kỹ lại. Gì? Tôi xử vậy là ổn thỏa rồi. Chứ má tôi hay được á hả? Thì chuyện này không có vừa đâu. Chị muốn tôi cho má tôi hay không? Cô ba, tội nghiệp tôi mà cô ba. Nông nỗi này là cũng tại tôi dễ tin. Dòng kèn mày nghe đi. Cậu hai ơi, đã trót thương, xin cậu giúp cho cùng. Sau này tôi sanh nở, dầu có ở ba là em của tụi mình, con hỏi gì nữa.
chỉ có thai với bà. Mày mét má thì nhà này hết ăn Tết đó. Chị Thiều, chị lỏng quá rồi mà. Bố hết người rồi sao? Chị nhẹ ba tôi mà chị lỏng vậy? Trời ơi, chị hết nói nổi rồi. Hết nói thì để cho người ta nói chứ. Mày la ông làm như người ta có làm lỗi lớn đối với nhà mình vậy á. Không lỗi sao được? Tao biểu mày nín nghe Trinh. Chị Thiều, chị muốn cái gì thì nói đi. Nói đi chị. Cô ba, chắc cô đã trót giận nên mới nói ra những lời lẽ ấy. Chứ cô cũng dư biết phận đàn bà con gái. Khi đã lỡ mang thai thì nào phải tội. Dẫu sao thì câu chuyện cũng bắt đầu ra từ một chút cảm tình. Tôi cũng là một con người, chứ không phải là gỗ đá chi đâu. Cô ba, nếu cô có trách phiền tôi về chuyện trèo cao, thì ông nhà đây cũng là người thứ hai. Đã vôi tai xuống thấp để xô đẩy đời tôi vào một cánh ngô rất đau lòng. Rồi bây giờ chị tính nằm dạ ở đây phải không? Không có được đâu, chị phải biết kiên cử đầu năm cho chủ nhà chứ. Dạ thưa cô ba, chắc cô ba đã quên, hồi nãy tôi có cho cậu hai biết rõ là tôi sắp sửa ra đi để lo bề sanh nở cái thai này. Tôi còn nán lại đây là để đợi ông về hầu nói cho ông nghe quyết định của tôi. Cô ba, người ta thường ví rằng đàn ông biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đó là khi người đàn bà kia còn có một tấm chồng. Huống hồ tôi như người chết đuối giữa ngàn trùng sông nước buồn. Nhưng vẫn nuôi cái quan thai cho đến ngày con tôi mở mắt chào đời. Thôi, chị yên lòng đi nghỉ đi. Dạ, cảm ơn cậu hai. Anh hai, thiệt hả? Anh hai cái vụ chỉ với ba hồi nào vậy? Hồi nào thì ăn nhậu gì tới mày? Ổng là cha mà, tao làm sao dám nói. Hồi nãy mày nói tụi mình sắp có một đứa em, tao tưởng mày đã hay cái vụ này rồi, tao mới hỏi phải má dẫn cổ đi thử thỏ không. Ai dè mày nói là mày nói má lãng. Rồi còn cái vụ của anh á, anh nói cái người làm công là ai vậy? Mỹ Lệ, bí thư của ba chứ ai. Tao yêu người làm công của ba, ba yêu người làm công của má, và họ có thai hết. Ngày mụ bà giá lâm mà. Ê, coi chừng mày nữa à nha. Nha. Hết nói rồi. Con đi đâu? Dạ con lại thăm cô Sương. Ba mới gặp cô Sương ngồi ở nhà hàng nè. Có nói cái thằng Nghĩa về Cần Thơ rồi. Nè, tụi bay ráng nha. Tự do quá trớn rồi đuổi có bề gì là cha mẹ đội quần à. Coi gương tao mở đời. Dạ. Nè, sẵn ra nói luôn với ông Quý à, đợi ba đi công chuyện một chút nha. Dạ. Coi, cái bàn này ở sát vách, ai dời ra đây? Dạ, chắc tụi nó quét dọn nên sơ ý đó ba à. Đồ này là đồ của ông ngoại hụt của tụi bay tặng cho tao tới bây giờ đó. Sao kêu ông ngoại hụt ba?
vì không cưới được con gái ổng. Chứ nếu cưới được là ông ngoại thiệt tụi bay rồi. Ba tính đi đâu nữa vậy ba? Mày không hay gì sao? Các tuần báo con vịt trời nè, con két nè, con nai chà đều nhất loạt đứng sau cái tờ con khỉ mốc để phát động phong trào phục hồi đạo đức. Và họ sẽ bầu tao làm thủ lãnh tối nay ở nhà hàng con chó sói. Dạ con có nghe. Nhưng mà con không biết họ thật tình phục hồi hay họ giả đò phục hồi nữa. Con nói gì nữa đây? Con sợ họ giả đò phục hồi đạo đức thiệt thì có hại, còn họ thật tình phục hồi đạo đức giả thì có hại hơn. Nè mày đừng có xé vô trong chuyện của tao. Mày muốn mỉa mai đạo đức của ba mày, nói tới tao thì cả gần xa thái điều mến dành. Con hiểu rồi, và rất phục đạo đức của ba nhiều. Sợ người ta lợi dụng ba để ban báo chạy hơn. Mày coi như là cô Mỹ Lệ, là một bí thơ tài sắc dẹn đôi. Gặp một người chủ nhiệm như tao, chơi như tuổi này lại rất bảnh bao. Nhưng tao quyết định không hề tình cảm. Nhưng đối với tao cô luôn đi kính trọng như là cha ruột. Ba rất xứng đáng là ba của con. Nhưng Mỹ Lệ có xứng đáng là bí thư của ba không? Số dách, tài sức nết na hoàn hảo, dễ gì kiếm một người con gái như vậy mày. Tốt quá, con có chuyện này muốn nói với ba. Chuyện gì? Dạ chuyện Mỹ Lệ. Chắc ba chưa hay chuyện Mỹ Lệ đã có thai. Cái gì? Mỹ Lệ đã có thai? Ai nói với mày? Dạ chính Mỹ Lệ. Nhưng mà cô có chồng đâu mà có thai. Trời ơi khổ quá. Lại bị cái thằng chó đẻ nào gạt gẫm nữa rồi. Con trai đời này mà tin nó sao được. Sao Mỹ Lệ nói với mày? Hả? Cũng muốn xin nghỉ hộ sản vài tháng hay sao? Thưa không, Mỹ Lệ nói chuyện đó là mong con cưới cổ. Cái gì? Con gái gì mà kỳ cục vậy? Lấy ai có chữa đã rồi bắt mày cưới? Cái thằng nào lấy thì bắt nó cưới chứ. Dạ thằng đó là con đây. Mày? Dạ con. Hết nói rồi, trời đất ơi. Tân ơi tao không ngờ đến như vậy. Mày là cái thằng ngu nhất trên đời. Ở Sài Gòn này đây mày thằng ngu số một. Nhưng bây giờ cổ đã lỡ có thai, có lẽ đâu mình làm ngơ cho được. Hơn nữa con yêu thật lòng thật giả mà ba. Tình cảm chân thành sao ba bảo là ngu. Tao nói mày ngu là vì mày quá dậu. Làm sao chắc là cái thai trong bụng là con của mày mà tao nhận cháu. Con gái bây giờ đừng có dạy mà tình. Nó quá tự do giao thiệp bên ngoài. Nó quan hệ xô bồ. Nó dân dân và dân dân. Thì làm sao có thể tin lòng. Nếu mày tin thì quá thật là thằng ngu. Nhưng ba mới khen cổ là hoàn hảo đây mà. Thì tao khen nó hoàn hảo khi nó là một thơ ký kìa. Ba có nói nết na nữa chứ. Nết na có một thơ ký hiểu chưa. Còn nếu tao chọn đâu á thì phải chọn người khác. Nhưng lỡ cổ đã có thai rồi. Bắt nó đi thử thỏ. Sau khi có kết quả tao sẽ tìm cách thanh toán mối nợ đời ấy cho mày. Mày là con bọn chủ báo, không thể cưới con gái của một thằng tài xế được. Thằng khốn nạn, chơi bời không biết canh giờ. Ba, sao ba nỡ coi đó là món nợ đời mà ba cần thanh toán? Ba sẽ thanh toán ra sao? Ba ơi, ba có thể mưu toan này nọ. Ba có thể đuổi nàng ra khỏi sở. Ba cấm chúng con nên chồng nên vợ. Nhưng ba không thể chia lìa thương nhớ. Bởi chúng con đã lỡ thương rồi. Đã lỡ tạo nên một đứa trẻ sắp chào đời. Nó là huyết thống của con, tức là cháu của ba. Nó đâu có lừa được mẹ cha, cũng như không hề kén chọn đôi bên nội ngoài. Đứa trẻ sắp ra đời, đâu cần
mày biết rõ ràng Mỹ Lệ là thư ký của tao, là con chắc tài xế. Chỉ mà mày còn, trời ơi trời, mày cái gì xác nhân xác đức vậy mày hả? Thưa ba, yêu thương có gì là xác đức? Khi yêu thương chỉ tạo nên mầm sống mà thôi. Mầm sống nào cũng có giá trị như nhau, thai nhi nào cũng có quyền được dưỡng nuôi săn sóc. Trẻ thơ nào cũng muốn có đủ mẹ đủ cha, và trẻ thơ thì luôn có quyền năng sang bằng cách trợ giúp mẹ cha thắt chặt ân tình. Bởi đó là điều con mong ước. Con xin ba hãy nghĩ thương thằng cháu nội, mà vui lòng cho ba má nó kết hợp tình duyên. Đồ cái thằng quỷ, mày là cái thằng chết bầm á, mày làm như là tao ham cháu nội lắm vậy. Mà biết nó có phải là con mày không? Biết để làm chi ba? Để mình có biện pháp đối phó chứ làm chi. Con tin rằng thằng cháu nội của ba lớn lên sẽ là một tu sĩ nếu ba đừng giết nó lúc này. Mày nói cái gì kỳ cục vậy mày? Đời sống của tu sĩ là đạo đức rồi, nó khỏi nghe lời quảng cáo của ông nội nó nữa. Chào thằng tán, ra nói với ông quý là gì vô tao hiểu. Dạ. Trời ơi trời, con cái đời nay không có đứa nào giống cha giống mẹ nó hết mà. Ủa, bộ bà về rồi đó hả? Ba. Dạ thưa ông. Bác Tài hả? Giờ này có lễ có gì không? Thưa chắc có. Trả lời có hay không thôi. Chắc có là sao? Tiếng mà nó phong phú lắm. Chắc là không đó. Dạ có lẽ ông cần gặp ngay con lễ nhà tôi. Có chuyện chi xin ông hãy nói ra. Tôi nghĩ cần gặp chứ không có lẽ gì hết rồi. Ông hãy xách xe về, kêu cổ tới đây liền. Dạ. Ông sai tài xế đi đâu nữa đó? Công chuyện. Ủa, sao bà không được khỏe vậy? Nãy giờ bỏ quên cái sách ở đây, khổ quá rồi, mất hết hồn vía. Gì nữa đây? Thì chuyện gia đình mình chứ chuyện gì. Ông nghe chưa? Tôi nghe rồi. Trinh nói hả? Thằng Tấn. Sướng không? Mới đây mà con Trinh nó học cho thằng Tấn nghe rồi. Rồi ông định làm sao? Trăm sự là cũng tại tôi dũng tính. Bây giờ mình chỉ có nước là thanh toán nó chứ sao? Thanh toán cách nào? Thì phá thai. Trời ơi, ông tàn nhẫn, ông vô nhân đạo vừa vừa nó. Trời đất ơi, không lẽ thằng Tấn lại cưới con Mỹ Lệ hả? Ông nói cái gì vậy? Vậy cho bà nói cái gì? Tôi nói chuyện thằng Tấn với Mỹ Lệ. Mỹ Lệ nó có thai với thằng Tấn. Hồi nào? Ai biết hồi nào? Nó mới cho tôi hay nè. Trời ơi, chồng với con mỗi người làm khổ tôi một cách. Tôi không có cái chuyện đó. Tôi nói là ông đây nè. Tôi sao? Ông làm điều này chắc tôi phải trốn quá. Chuyện gì? Tôi không dám thấy mặt ai nữa hết ông à. Xấu hổ quá mà. Tôi biết rồi. Bà nói nhỏ nhỏ vậy. Già như ông là già dịch. Già không nên nết. Trời ơi tôi lại bà. Tôi biết lỗi rồi mà. Tôi không ngờ ông đã sắp xỉ 60 mà lại muốn có con. Bà chửi thì tôi nghe hết tôi lỡ rồi. Ông không sợ tiếng đời họ dị nghị chê khen. Ông làm cho tôi khổ. Già rồi mình chẳng có được yên. Hễ xấu lá thì xấu nem. Má nói nên nghĩ rằng phu thê là nghĩa chồng. Còn cái chuyện xảy ra đó qua chỉ vì dục vọng. Con cái mình nó đã khôn lớn, bao nhiêu đó cũng đủ vui rồi. Tôi đã nhiều lần phản đối mà ông còn tiếc của tiếc đời. Bây giờ sự thể đã rồi, bà
bà hãy nghĩ dùm thể diện cho tôi. Ông mà khổ sở chi chỉ tội nghiệp cho con già này. Quý sinh đứng giữa trần, thời suốt đời không gặp mặt con Thiêu. Ông đừng có nói bắt hoàng để chạy tội. Con Thiêu mà dính líu gì trong cái vụ này, ông hết duyên rồi. Ông đừng có diễu nữa. Già từng tuổi này mà còn có thai bộ vui lắm sao? Hả? Ai có thai? Còn ai nữa? Ai mà tôi phải lo cuốn lo cuồng? Bà! Chứ không lẽ ông Thiêu? Ôi trời ơi, vậy mà tôi tưởng đã. Ngày nào hùng binh tiến lên, bà khói vàng lừng cầu quyết chiến, bước quay nghiêm theo. Theo cái con khỉ móc. Tới giờ này mà ông còn giỡn được nữa hả? Tôi vui. Ông là thằng cha già dịch. Biết rồi. Già dịch mà. Đúng là dịch đó. Tôi đã gần 60, còn đèo bồng trứng mỡ. Đến nỗi giờ đây tôi phải mang bầu. Tôi biết bà đó chưa bầu liền. Con giỡn hả? Tôi còn dám đi đâu khi phải mang một cây trống chồng. Trời ơi, già ngắt già ngớ, cái bụng thì bến rỉnh. Ông không sợ thiên hạ họ cười cái thứ đồ già quỷ yêu. Trời ơi, có con mà không vui sao? Gia đình mình hạnh phúc biết bao, tôi và bà giàu giàu sức khỏe. Nói đi, vui biết bao khi ngày tôi đi đẻ. Người ta sẽ hỏi tôi đằng ngoài mấy mươi rồi. Bà sao lo chuyện tào lao không à? Có con mà không vui sao được? Bà muốn tôi khóc hay sao? Nhưng mà bà có chắc chưa? Thử thỏ rồi còn gì nữa. Nhưng mà có chắc là con tôi không? Ê. Cha già đừng có nói bậy nghe. Đẻ ra mà thằng nhỏ ôm sắp báo rồi, đúng là nó rồi. Sợ sinh ra con khỉ móc rồi chứ. Cũng được, cũng cùng là một gốc mà ra có sao đâu. Nhưng mà cũng khổ á. Tôi đã nói khổ mà. Nếu bà sanh lúc này là có hại với sự nghiệp của tôi. Thằng nhỏ khác tuổi với ông hả? Không, tôi đang lo phục hồi đạo đức. Nó hỏi sẽ cử tôi làm thủ lãnh. Nhậm gì với cái bầu của tôi? Sao không? Thời buổi này để những kẻ nói đạo đức là những nhà tu. Ít ra tôi phải cẩn thận chứ. Đạo đức gì mà vợ đã 50 mấy tuổi rồi mà có thai. Người ta sẽ cười vào mặt tôi, cho tôi là thằng già ham mê nhục dục. Bác có hiểu được khổ của tôi chưa? Hiểu rồi. Rồi ông tính sao? Tôi tính là mình phải có một quyết định đau lòng của một người cha. Là sao? Khi con phục hồi đạo đức, bà đi bác sĩ nào rồi lại còn thử thó. Bác sĩ Thạch, bác sĩ Trí nè, hai ông đều nói như nhau, chúc bà sanh hoàng tử. Nhưng tôi vẫn hoài nghi, nên tuần rồi tôi đi thử thó. Chiều nay ông Máu gặp tôi, ông đã báo tin mừng. Bà đã đi ba bác sĩ rồi. Trời vợ, hiện giờ khắp chính quận đô thành điều hai tin bà có thai. Đến nỗi thằng Tấn với con Trinh nó cũng biết được tin này. Tôi bực mình nên khai thiệt hết ráo trần. Ba ông bác sĩ thì không có lầm lẫn được. Người ta coi từ chút mà sao lầm được. Bây giờ đó, mình phải nói với các con là họ lầm. Nhất định là họ phải lầm. Vì thể diện của mình phải dứt khoát là không chần chờ được nữa. Nhưng dứt khoát ở đâu? Những nơi sang trọng thì họ biết mặt tôi hết rồi. Làm chuyện đó coi sao được. Tìm những chỗ bình dân vừa kín vừa rẻ nữa. Mấy chuyện này hỏi con Thiêu không chừng nó biết á. Đúng rồi. Dạ, ông bà dùng cơm. Tao nói tao no rồi. Bộ mày muốn giỡn mặt với tao hả? Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi hả Thiêu? Dạ... Bà hỏi, nói đi, giờ gì?
không nhầm tôi à? Dạ con 24 tuổi. Nó còn trẻ quá không ha? Mày tính chừng nào có chồng? Dạ. Nhìn nữa, nói đi. Dạ thưa ông. Trời ơi, bà hỏi thưa bà không thưa, thưa tôi chi? Nó đợi ông cho phép nó mới dám lấy chồng đó, phải không? Phải không con? Thì nói phước đại đi. Chẳng thà đánh thì đánh chứ đừng có giá. Giá hoài không đánh là làm người ta hồi hộp gần chết luôn à. Nè, bây giờ hỏi nó đi, lẹ đi. Đã nó cho nó xuống nhà dưới nhà rồi. Ông làm gì mà ông hối? Tự ông thề suốt đời không nhìn mặt con Thiêu chứ ai buộc ông. Thiêu, ông thề suốt đời ông không có nhìn mặt mày nữa đó. Dạ, nếu như ông không muốn nhìn mặt con thì con phải ra đi. Đi đâu? Mày chỉ kể ổng chứ không kể gì tới tao hả? Phải mà, ổng qua mặt tao rồi. Thì bây giờ tao hỏi thiệt mà, mày biết chỗ nào phá thai không? Dạ con lại bà, trăm lại bà, ngàn lại bà. Con xin bà hãy rộng lượng hiếu sinh, đừng bắt con làm chuyện tài đình. Dẫu sao cũng là một kiếp nhân sinh. Tao biết, nhưng mà không có để được. Bà ơi, dẫu có chết đi thì cũng cam tâm. Chớ nỡ lòng sao bắt con mẹ chia đường. Ông ơi, đừng làm vậy. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Cứ tự nhiên trả lời cho bà vui. Cái chuyện kia nó cứ tự nhiên đi. Trời ơi. Sao? Mày không cho tao phá hả? Cứ tự nhiên đi. Trời ơi, ông để cho nó nói. Dạ thưa bà thương giùm. Tao đứa nhỏ cũng là con của ông mà. Thì con của ổng chứ con ai? Tao đố mày dám nói con thằng nào đó. Nói bậy tao giá mày rớt răng. Cứ tự nhiên đi. Trời ơi, biết cái chuyện đó thôi. Dạ nhưng đây là lần thứ nhất, tôi cũng đâu có biết gì đâu. Biết cái gì? Nghe cho rõ nè. Tôi nói chuyện đó hiểu không? Cứ thành thật trả lời đi. Dạ. Không có sao trên trời ạ. Dạ thưa ông, tôi phải thành thật trả lời. Dạ thưa bà, con xin thành thật trả lời. Bà thương thì con nhờ, bà ghét thì con chịu. Giả số là một đêm kia. Trời ơi, cái gì nữa? Cả nhà đi coi hát rồi, chỉ còn một mình con. Trời ơi, cứ tự nhiên đi. Cứ tự nhiên trả lời cho bà đi. Dạ, chuyện có đầu có đuôi. Sao trước đều vắng que. Dạ thưa bà, con mới chung vô mùng nè. Vừa chớp mắt mơ màng. Dạ. Trời ơi, cứ tự nhiên đi. Cứ tự nhiên trả lời cho bà đi. Bởi đây là lần đầu, mày phải kể cho rõ ràng. Tao mới trọn lòng tin. Dạ, thì tôi rất tự nhiên kể lại lịch cái thai này, rồi tùy quyết định của bà. Trời ơi, ông làm tôi xấu hổ. Ui da, chắc là mày đã nói chuyện kính này tùm lum. Trời ơi, cứ tự nhiên đi. Tự nhiên trả lời cho bà đi. Dạ.
hành động của ông làm cho con rất khổ tâm. Thấy không? Trời ơi. Người ngoài cuộc mà con nói vậy hướng gì tôi? Thầy ơi, chỉ chỗ đặng tao phá thầy. Dạ không đâu bà. Dạ chẳng thà là mày để tao khổ phải không? Dạ bà khổ một chứ con mười lần bà ơi. Tôi khổ gấp trăm trời ơi. Bà ơi, dầu đứa nhỏ mới tướng hình trong bụng mẹ cũng kể như một cuộc sống bắt đầu. Ông ơi, không biết ngày sau nó sẽ ra sao. Con đi ăn cướp hay con đi làm đi? Trời ơi, dám nói con tôi làm đi. Phải nói con tôi à? Không phải luôn. Nhưng đó là kết quả của những phút giây ân ái. Dẫu cho người cha không nghĩ tới thì tôi vẫn nuôi con cho tròn câu mẫu tử thâm tình. Biển rộng mênh mông, mình đi biển có một mình. Tôi đã quen mùi khổ sở thì có ngại gì mưa gió lửa đâu. Đối với chuyện lớn lao này mà bà vẫn ôn hòa nhã nhặn khiến cho tôi càng thêm ân hận. Thưa bà, tôi xin nhận ân sâu nghĩa nặng để tôi rời khỏi nơi này. Ông thấy nó giảng moral cho tôi chưa? Tao đã hạ mình năn nỉ mày mà. Ông năn nỉ tiếp tôi coi. Trời ơi trời. Lại đây coi. Cứ tự nhiên trả lời. Nhớ tôi dặn, tự nhiên trả lời. Nói lơ quớ một hồi á, cho trời đất ơi, rồi người ta sẽ cười cả đám. Hiểu chưa? Đây nè, tôi nói cho hiểu đây nè. Nè, vợ của tôi, bà đây là vợ của tôi nè. Bà đang có thai nghén, hiểu chưa? Bà đang có chữa đó. Nhưng vì tuổi đi về chiều, sợ sanh nở khó khăn, muốn nhờ thiêu chỉ dùm cái chỗ nào chuyên môn giúp người ta trút cái bầu sự đó, có nghĩa là phá thai đó, hiểu chưa? Bả phá thai. Trời đất ơi, hiểu không? Nè, chỉ có vậy thôi hả? Chứ chuyện kia mới biết. Chỉ giúp hay không thì nên nói thiệt, chớ đừng có dòng gió rồi đổ nợ tâm linh. Nói vậy nãy giờ tôi tưởng... Tưởng cái gì? Đợi mày hết tưởng, tao đẻ rồi. Bà đâu hả? Lên ăn mão. Gì trịnh? Con thỏ nó chết chưa?